Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần công nghệ và thương mại Systech. Trong các nhà máy sản xuất có yêu cầu về kiểm soát chống tĩnh điện, quạt ion là một thiết bị không thể thiếu trong các chương trình kiểm soát chống tĩnh điện. Và hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một model quạt của hãng Shiseido Nhật Bản do Systech phân phối. Đó là quạt BF-X12MA. Quạt có chiều dài là 1m2, phù hợp cho các khu vực cần diện tích khử rộng như là các nhà máy lắp ráp màn hình TV. Quạt có 6 cụm tạo ion tương ứng với 6 quạt, tích hợp công nghệ tạo ion HDCAC giúp tăng 30% hiệu quả khử tĩnh điện. Điều này giúp quạt đạt được thời gian khử dưới 2 giây ở khoảng cách 600mm. Quạt có ưu điểm diện tích vùng khử rộng và lượng ion tạo ra sẽ nhiều và đều hơn so với các quạt cùng kích thước nhưng chỉ sử dụng 3 quạt trên thị trường. Tuy nhiên, quạt có trọng lượng khoảng 5kg nên cần thiết kế giá đỡ chắc chắn và giá thành cũng sẽ cao hơn các quạt có cùng kích thước nhưng chỉ sử dụng 3 quạt trên thị trường. Sau đây tôi xin tiến hành thí nghiệm trực tiếp đo đạc thời gian khử và mức độ cân bằng ion của quạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới mục bình luận hoặc tham khảo phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn.